Xin chào mọi người, nội dung chính của video chia sẻ hôm nay thì sẽ là về những cái dấu hiệu nhận biết có thai đối với người kinh nguyệt không đều. Các bạn thân mến, chắc hẳn là chúng ta đã biết, hầu hết chúng ta đã biết rằng một trong những cái dấu hiệu mang thai đầu tiên ấy, đó là việc trầm kinh ở nữ giới. Ở những người chu kỳ kinh nguyệt đều đặn thì cái dấu hiệu này rất là dễ dàng nhận biết và nó có độ chính xác khá là cao. Nhưng ở những chị em chúng ta kinh nguyệt không đều, kinh nguyệt thất thường thì rất là khó để áp dụng cái yếu tố trọng kinh vào việc chúng ta nhận biết có thai là không. Vì tình trạng có kinh nó là xuất hiện thất thường và nó không theo quy luật nào cả, nên chúng ta khó xác định được cái ngày mà trọng kinh, trọng hay là không, hay là chúng ta chưa đến ý, nên không thể chắc chắn là có thai này không. Do đó, kinh nguyệt không đều làm sao để nhận biết có thai thì chị em chúng ta cần kết hợp nhiều cái dấu hiệu khác nhau để chúng ta chẩn đoán. Lưu ý, không phải ai có thai đều có hết những cái dấu hiệu sau đây, và không phải là ai chúng ta có hết những cái dấu hiệu này đều có thể chắc chắn là 100% là có thai. Nó còn phụ thuộc vào cơ địa mỗi người nữa, và tính chủ quan, cảm nhận của mỗi bạn chúng ta cũng là khác nhau nữa. Và chắc chắn cuối cùng kết quả chuẩn 100% ấy, là các bạn chúng ta cần phải đi siêu âm và thăm khám bác sĩ. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về 7 dấu hiệu nhận biết có thai đối với những người mà kinh nguyệt không đều nhé. Dấu hiệu đầu tiên đó chính là việc chúng ta ra máu. Đây là cái triệu chứng như là trứng làm tổ ở trong tử cung. Khi chưa đến cái kỳ kinh nguyệt mới, chưa đến ngày đèn đỏ, thì các bạn chúng ta nếu mà chúng phát hiện ra thấy là cái vết máu hoặc là một vài những cái đốm máu nhẹ, nó có màu hồng nhạt này, hoặc là màu nâu thẫm, nâu nhạt trong khoảng 1 đến 2 tuần sau khi mà các bạn chúng ta có quan hệ không an toàn, thì khả năng cao là chúng ta đã dính bầu. Thường là sau khi mà trứng nó được thụ tinh ấy, kết hợp với tinh minh thì nó sẽ bám vào thành niêm mạc tử cung và nó gây ra những cái bong chóc làm tổ ở đây và gây ra những cái đốm máu xuất hiện ở quần chiếc của bạn. Chúng ta cũng cần phân biệt với cái hiện tượng là da kinh nhé. Da kinh nguyệt ít ấy, nếu máu mà nó ra nhiều và chúng ta cần phải sử dụng băng vệ sinh ấy, thì đó chắc chắn là hành kinh rồi, chính xác rồi, không phải có thai. Còn cái hiện tượng kinh nguyệt ít, nhiều chị em chúng ta có kinh nguyệt ít tức là nó cũng ra ngắn hạn thôi, 1-2 ngày và cái lượng nó cũng ít, thì chúng ta cần phải phân biệt về cái máu bào thai này. Máu bào thai thì nó lốm đốm thôi, thành vệt và màu nhạt nữa. Còn máu kinh ấy, kể cả là kinh nguyệt ra ít trong 1-2 ngày đi nữa, thì nó cũng cái màu của nó là về thiên về cái sắc đỏ tươi hơn, đỏ tươi này, và kèm theo những cái mảnh vụn, những cái dịch nhầy do nó bong chóc khỏi niêm mạc tử cung. Chúng ta hãy phân biệt điều này nhé. Dấu hiệu thứ hai tiếp theo chị em kinh nguyệt không đều hãy chú ý nhé, đó chính là sự thay đổi nhạy cảm ở phần ngực của chúng ta. Ngực đau và nó tăng cứng hơn. Chúng ta hãy để ý cái nhạy cảm thay đổi này ở vùng ngực này để phân biệt về cái hiện tượng cũng có sự thay đổi và đau ngực do cái hiện tượng là tiền kinh nguyệt, chuẩn bị đến giai đoạn kinh nguyệt ấy. Việc đau cương xương hay là mềm ngực ấy cũng tương tự nhau thôi, nhưng dấu hiệu khi mà chúng ta có thai thì nó sẽ đặc biệt hơn một chút, đau nhiều hơn này và cái thời gian nó kéo dài hơn. Bởi sự thay đổi hormone trong cơ thể ở nữ giới mà khi đã thụ thai thành công rồi, đã mang thai thì nó sẽ dẫn đến ngực của bạn chúng ta sẽ đầy đặn hơn này. Đôi khi là chúng ta cảm thấy đau tức ngực khi mà chúng ta va chạm, động chạm vào. Và chúng ta cần quan sát thêm nữa là phần ti, phần núm ngực hay là quần ngực của các bạn, màu nó sẽ sẫm màu hơn này, thẫm màu hơn, to cục hơn. Các bạn tính xem cái khoảng ấy, nếu chúng ta có cái hiện tượng thay đổi ngực nhạy cảm này khoảng sau từ 2 đến 3 tuần sau khi mà chúng ta có quan hệ không an toàn ấy, thì chúng ta cần phải xem xét có khả năng là chúng ta đã có thai nhé. Dấu hiệu tiếp theo nhận biết có thai ở người kinh nguyệt không đều là cơ thể chúng ta luôn ở trong tình trạng mệt mỏi, uể oải và buồn ngủ, thèm ngủ. Sau một quan hệ có thụ thai thành công thì cơ thể ở nữ giới sẽ dần thay đổi để thích nghi với việc chúng ta có thêm một em bé ở trong bụng mình, và hormone thai kỳ lúc này nó sản sinh ra và nó tăng dần lên, khiến các bạn chúng ta cảm thấy người cứ mệt mỏi này và muốn nằm nghỉ ngơi, muốn nghỉ ngơi ngay cả khi mà chúng ta không hề làm những cái công việc nặng nhọc, mệt nhọc gì mà cũng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu nữa. Cảm giác này có thể xuất hiện ngay từ cái tuần đầu sau quan hệ không an toàn này. Tuy nhiên, dấu hiệu mệt mỏi này nó cũng mang cái tính là hơi hướng
chủ quan cá nhân của các bạn một chút, nên chúng ta cần kết hợp những cái dấu hiệu khác nhé. Dấu hiệu thứ tư đó là sự nhạy cảm mùi vị và cảm giác là buồn nôn xuất hiện ở nữ giới. Triệu chứng này thường đi kèm với cảm giác là chúng ta sợ đồ ăn này, sợ mùi đồ ăn, hoặc là chúng ta thèm ăn bất chợt, thèm ăn những cái món lạ, những cái món mà trước đây mình không thích hoặc mình không ăn thì bỗng đột nhiên là mình cảm thấy hứng thú, cảm thấy thích này. Hoặc là các bạn chúng ta có thể cảm thấy là buồn nôn nhưng mà chúng ta không nôn ra được, tức là buồn nôn mà không bị nôn ra này, khó chịu ở trong người. Không chỉ là đồ ăn, những cái loại mùi vị khác các bạn cũng, chúng ta cũng cảm thấy là trở nên nó khó tính hơn, nhạy bén hơn, như là mùi nước hoa này, hay nước xả quần áo, giặt quần áo, mùi các loại sơn, chúng ta cảm thấy rất là khó chịu và kích ứng nữa. Bản thân các bạn thì là hay cau gắt và bực bội hơn, không vì cái lý do nào, không vì cái lý do cụ thể nào cả, nó tự nhiên như vậy ấy, thì cũng cần phải xem xét nhé. Dấu hiệu thứ năm tiếp theo là thân nhiệt các bạn chúng ta tăng hơn bình thường và nó kéo dài. Cái sự tăng thân nhiệt này, lưu ý sự tăng nhiệt ở đây đó chính là ấm hơn bình thường một chút thôi này, khoảng tăng nhẹ từ 0,2 đến 0,5 độ C, không do nguyên nhân là chúng ta bị ốm, sốt hay bị bệnh nhé. Bởi vì khi mà có thai, sự phát triển của thai nhi sẽ đòi hỏi cái môi trường nhiệt độ nó tương đối ổn định và nó ấm áp hơn một chút, khiến thân nhiệt của người mẹ lúc này sẽ nhạy cảm hơn. Và khi hormone thai kỳ nó tăng lên đến một mức nhất định nào đó thì nhiệt độ cơ thể nó cũng tăng nhẹ lên một chút và nó sẽ kéo dài ít nhất là trong khoảng từ 3 đến 5 ngày, và rất có thể chị em chúng ta đã có tim vui rồi. Vậy nên khi mà thấy người ấm hơn bình thường này, có quan hệ không an toàn trước đó cùng những cái biểu hiện khác nữa thì chúng ta cần phải tính ngay là có thể là mình có thai nhé. Kèm theo dấu hiệu thứ 6 đó chính là bị đau lưng, chuột rút, có thể kèm theo là đau bụng dâm gian ở cái phần bụng dưới này. Nguyên nhân là do sự thay đổi hormone trong cơ thể ở nữ giới mà trước khi chúng ta có thai. Giai đoạn trứng làm tổ nó có thể gây ra những cái cơn đau nhẹ ở phần bụng dưới của các bạn, hoặc là ở hông này, hay là phần lưng dưới nữa. Không sao cả, các mẹ chúng ta cần cố gắng thích nghi cái vấn đề này thôi. Qua một thời gian thì nó sẽ hết và bình thường thôi. Thư giãn và thả lỏng cơ thể. Nhớ là chúng ta cần kết hợp thêm những cái dấu hiệu khác để không nhầm lẫn cái, với cái việc là chúng ta đau lưng hay đau bụng dưới trong cái giai đoạn tiền kinh nguyệt trước khi mà có hành kinh nhé. Dấu hiệu tiếp theo, dấu hiệu thứ 7 đó là việc chúng ta đi tiểu thường xuyên hơn. Sự ảnh hưởng của hormone thai kỳ cộng thêm lượng máu ở cơ thể người mang thai nó sẽ tăng lên này, sự gia tăng về chức năng của thận nữa sẽ gây áp lực vào phần vùng dưới này, khiến bạn chúng ta đi tiểu nhiều hơn, đặc biệt là vào ban đêm. Nên các bạn chúng ta hãy chú ý, nếu mà kinh nguyệt thất thường rồi chúng ta có những cái biểu hiện như thế này thì phải nghi ngờ ngay nhé. Giải pháp cho các bạn ấy, việc này là do sinh lý khi mang thai thôi, chúng ta chỉ có thể là sống chung với nó và tìm cách hạn chế lại. Cách tốt nhất cho chúng ta là chúng ta uống nước đều đặn này để không bị khát quá, bởi vì nếu mà chúng ta khát nước quá thì chúng ta sẽ uống nhiều cùng một lúc thì nó sẽ gây cái việc là đi tiểu thường xuyên và nhiều hơn. Và trước khi đi ngủ thì các bạn chúng ta nên uống một lượng nước vừa phải thôi, vừa đủ thôi, không nên uống nhiều quá nhé. Đây là mình đã tổng hợp về 7 dấu hiệu nhận biết có thai sớm cho chị em chúng ta mà kinh nguyệt không đều để nhận biết. Ngoài cái việc chúng ta chậm kinh mà không xác định được chậm kinh là do có thai hay là do rối loạn sinh lý, rối loạn kinh nguyệt của mình. Khi mà chúng ta đã nghi ngờ có bầu ấy mà thấy nhiều hơn 2-3 dấu hiệu nhận thai này ấy, mà sau cái khoảng thời gian là 2-3 tuần mà chúng ta quan hệ không an toàn thì chúng ta nên sử dụng phương pháp thử thai tại nhà, tức là chúng ta mua que về thử. Nếu mà cái que đấy sử dụng đúng cách nhé, vào buổi sáng sớm lấy nước tiểu mà sau khi các bạn chúng ta ngủ dậy để kết quả chính xác nhất. Nếu mà nó màu vạch thì chúng ta không có, và tiếp theo chúng ta hãy đợi tiếp 1-2 tuần sau. Nếu mà chúng ta vẫn chưa thấy kinh nguyệt ý, thì chúng ta cần thử lại một lần nữa cho chắc, thử tiếp. Nếu nó vẫn màu vạch thì chắc chắn không có. Những cái dấu hiệu mang thai này nó cũng mang tính chất tương đối rồi nữa. Nếu hai vạch thì chắc chắn là có nhá. Còn nếu các bạn chúng ta không chắc chắn về kết quả của que thử thai hay như là chúng ta có nhiều cái dấu hiệu về của người mang thai thì cách chính xác nhất là chúng ta đi siêu âm, xét nghiệm máu, thăm khám bác sĩ. Vậy thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết những chia sẻ được của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.